Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Mến chào quý ông bà, anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc Kinh Thánh với nhau trong sách Luca từ đoạn 7 đến đoạn 9. Sách Luca đoạn 7. Chúa Giê-xu chữa lành đầy tớ của viên đội trưởng. Sau khi rao giảng mọi lời ấy cho dân chúng nghe rồi, Đức Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-na-âm. Một viên đội trưởng có người đầy tớ rất yêu quý đang đau nặng gần chết. Khi nghe nói về Đức Chúa Giê-xu, ông phái mấy trưởng lão Do Thái xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình. Họ đến với Đức Chúa Giê-xu, Ngài xin rằng: "Đội trưởng thật đáng cho Thầy giúp đỡ, vì ông thương dân ta và đã xây nhà hội cho chúng ta." Vậy Đức Chúa Giê-xu đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, viên đội trưởng phái các bạn mình đến thưa với Ngài: "Lạy Chúa, không dám phiền Chúa như thế, vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa. Chỉ xin Ngài phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính tôi cũng ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi thì nó đi, bảo người khác đến thì nó đến, và bảo đầy tớ của tôi làm việc này thì nó làm." Nghe những lời ấy, Đức Chúa Giê-xu ngạc nhiên về viên đội trưởng, quay lại bảo đoàn dân đi theo Ngài rằng: "Ta bảo các ngươi, ngay trong dân Israel, ta cũng không thấy đức tin nào như vậy. Những người được phái đi trở về nhà thì thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi. Con trai người đàn bà quá ở thành Na-in." Ngày hôm sau, Đức Chúa Giê-xu đi đến một thành gọi là Na-in. Có nhiều môn đồ cùng đoàn dân đông đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, người ta khiêng ra một người chết là con trai của một người bà mẹ quá. Có nhiều người ở thành đó đi đưa đám tang với bà. Chúa thấy, động lòng thương xót bà nên phán: "Đừng khóc." Ngài lại gần, chạm vào quan tài, và những người khiêng dừng lại. Ngài phán: "Hỡi chàng trai, ta bảo ngươi trỗi dậy." Người chết vùng dậy và bắt đầu nói. Đức Chúa Giê-xu giao anh ấy lại cho mẹ. Mọi người đều sợ hãi và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: "Có đấng tiên tri lớn đã xuất hiện giữa chúng ta, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài." Tin này vang ra khắp miền Giu-đê và các vùng lân cận. Câu hỏi của Giăng Báp-tít. Môn đồ của Giăng thuật lại cho ông tất cả các việc đó. Ông gọi hai môn đồ và sai họ đến thưa với Chúa: "Thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?" Họ đến với Đức Chúa Giê-xu thưa rằng: "Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?" Chính giờ đó, Đức Chúa Giê-xu chữa lành nhiều người bệnh, người tàn tật, người bị quỷ ám và khiến cho nhiều người mù được sáng. Ngài trả lời với họ: "Hãy về thuật lại cho dân những điều các ngươi đã thấy và nghe. Người mù được sáng, người què được đi, người phong mũi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, người nghèo được nghe tin lành. Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ ta." Khi các sứ giả của dân đã đi rồi, Đức Chúa Giê-xu bắt đầu nói với dân chúng về dân rằng: "Các ngươi đi xem gì nơi hoang mạc, một cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi ra xem gì nữa, một người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và sống xa hoa thì ở trong cung vua. Vậy thì các ngươi còn đi xem gì nữa, một nhà tiên tri chăng? Phải, ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. Có lời chép về người ấy rằng: Này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường trước cho con. Ta nói với các ngươi, trong những người do phụ nữ sinh ra, không có ai trỗi hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn ông ấy. Cả dân chúng và những người thu thuế đã chịu báp têm của Giăng, nghe Ngài giảng đều nhìn nhận Đức Chúa Trời là công chính. Nhưng người Pha-ri-si và các luật gia không chịu Giăng làm báp têm thì chối bỏ mục đích của Đức Chúa Trời dành cho họ. Vì vậy, ta sẽ ví sánh những người của thế hệ này với gì, và họ giống ai? Họ giống như trẻ con ngồi ngoài chợ réo gọi nhau và nói: "Chúng tôi thổi sáo mà các bạn không nhảy múa, chúng tôi hát bài ai ca mà các bạn không khóc than. Vì Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu thì các ngươi nói ông ta bị quỷ ám. Còn con người đến, ăn và uống thì các ngươi lại nói, kìa, đó là người ham mê ăn uống, bạn của người thu thuế và kẻ có tội. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh nhờ kết quả của nó. Người đàn bà tội lỗi được tha thứ." Một người Pharisee mời Đức Chúa Giê-xu dùng bữa với mình. Ngài vào nhà người Pharisee ấy và ngồi vào bàn.
có một người đàn bà tội lỗi ở thành đó, nghe nói Ngài đang ngồi ăn tại nhà người Pharisee, nên đem đến một bình bằng ngọc đựng đầy dầu thơm. Nàng đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Giêsu mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân Ngài, rồi nàng lấy tóc mình lau, hôn chân Ngài và xức dầu thơm lên. Người Pharisee đã mời Ngài, thấy vậy thầm nghĩ, nếu người này thật là nhà tiên tri, chắc biết người đàn bà chạm đến mình đó là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là kẻ tội lỗi. Đức Chúa Giêsu phán với ông, hỡi Simon, ta có vài lời nói với ngươi. Ông thưa, xin thầy cứ nói. Ngài phán, một chủ nợ có hai con nợ, một người nợ 500 denier, người kia nợ 50. Vì cả hai người đều không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai thương chủ nợ hơn? Simon thưa, tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán, ngươi nhận xét đúng lắm. Ngài quay lại phía người đàn bà và phán với Simon, ngươi thấy người đàn bà này không? Ta vào nhà của ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng chị ấy đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà lau. Ngươi không hôn ta, nhưng từ khi ta vào nhà của ngươi, chị ấy luôn hôn chân ta. Ngươi không xức dầu cho đầu ta, nhưng chị ấy lấy dầu thơm xức chân ta. Vì thế ta bảo ngươi, tội lỗi của người đàn bà này nhiều lắm, nhưng đã được tha hết, nên chị ấy yêu mến nhiều. Còn người được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Ngài phán với người đàn bà, tội lỗi con đã được tha. Các người ngồi cùng bàn với Ngài nói với nhau, người này là ai mà có quyền tha tội? Nhưng Ngài phán với người đàn bà, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an. Luca đoạn 8, các nữ môn đồ. Sau đó, Đức Chúa Giêsu đi từ thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, công bố và rao truyền tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời. 12 sứ đồ cùng đi với Ngài, cũng có vài phụ nữ đi theo Ngài là những người đã được chữa lành khỏi tà linh và bệnh tật. Mary gọi là Madeleine là người được Chúa giải cứu khỏi bảy quỷ dữ. Janne vợ Chusa, quản gia của vua Herod, Susanna và nhiều người nữ khác nữa đã dùng của cải mình để giúp cho Chúa và các môn đồ Ngài. Ẩn dụ về người gieo giống. Khi đoàn dân đông tụ họp và người ta từ các thành đến với Ngài, thì Ngài dùng ẩn dụ phán với họ, có một người đi ra gieo giống. Khi vả giống, một số hạt rơi dọc đường, bị giày đạp và chim trời ăn hết. Một số khác rơi trên đá, khi mới mọc lên, liền héo đi vì thiếu hơi ẩm. Một số khác rơi giữa bụi gai, cùng mọc lên với gai và bị gai làm cho nghẹt ngòi. Lại có một số khác nữa rơi trên đất tốt, mọc lên, kết quả gấp trăm lần. Khi đang phán những lời đó, Ngài nói lớn, ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Giải nghĩa ẩn dụ. Môn đồ hỏi Ngài về ý nghĩa của ẩn dụ ấy. Ngài đáp, các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng với kẻ khác thì ta dùng ẩn dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Ẩn dụ đó có nghĩa như thế này. Hạt giống là đạo Đức Chúa Trời, những hạt rơi dọc đường là những người đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo đó khỏi lòng họ. E rằng họ tin mà được cứu chăng? Những hạt rơi trên đá là những người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy, nhưng vì không có rễ, chỉ tin tạm thời nên khi gặp thử thách thì họ sa ngã. Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời này làm nghẹt ngòi nên không trưởng thành được. Nhưng các hạt rơi trên đất tốt là những người nghe và giữ đạo với lòng chân thành và thiện ý, nhờ sự nhẫn nhục mà được kết quả. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng đậy lại hay đặt dưới gầm giường, nhưng để trên chân đèn để cho ai vào nhà đều thấy ánh sáng. Vì không có điều gì giấu kín mà sẽ không bị lộ ra, không có điều gì bí mật mà không bị người ta biết đến và đưa ra ánh sáng. Vậy hãy cẩn thận về cách các con nghe, vì ai đã có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều họ nghĩ là mình có. Mẹ và các em Đức Chúa Giêsu đến tìm Ngài, nhưng vì đông người nên không đến gần Ngài được. Có người báo cho Ngài biết, mẹ và anh em thầy đang đứng ở ngoài muốn gặp thầy. Nhưng Ngài đáp, mẹ ta và anh em ta chính là những người nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời. Chúa dẹp cơn bão biển. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu xuống thuyền với các môn đồ và bảo, chúng ta hãy qua bên kia hồ. Vậy họ chèo thuyền đi. Trong khi họ đang chèo thuyền thì Ngài ngủ. Một cơn bão nổi lên trên hồ, nước vào đầy thuyền và họ đang gặp nguy hiểm. Các môn đồ đến đánh thức Ngài và nói, thầy ơi, chúng ta chết mất. Ngài thức dậy, quở gió và sóng. Chúng liền ngừng lại và yên lặng như tờ.
Ngài phán với các môn đồ: đức tin các con ở đâu? Môn đồ sợ hãi và kinh ngạc hỏi nhau: Ngài là ai mà khiến cả gió lẫn nước cũng phải vâng lệnh Ngài? Chúa chữa người bị mũi ám ở Gê-ra-sê. Ngài cùng môn đồ xuôi thuyền đến miền Gê-ra-sê, đối diện miền Galilê. Khi Đức Chúa Giê-xu lên bờ, có một người bị quỷ ám ở thành ấy đến gặp Ngài. Lâu nay anh không mặc quần áo, không ở trong nhà mà ở ngoài nghỉ địa. Khi thấy Đức Chúa Giê-xu, anh la lên, sắp mình xuống trước mặt Ngài và nói lớn: Lạy Giê-xu, con Đức Chúa Trời chí cao, tôi có liên can gì đến Ngài đâu? Tôi van Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giê-xu đã truyền cho uế linh phải ra khỏi anh ta, đã nhiều lần quỷ nhập vào anh, mặc dù người ta xiềng cùm và canh giữ, anh ấy vẫn bẻ xiềng, tháo cùm và bị ma quỷ đưa vào nơi hoang mạc. Đức Chúa Giê-xu hỏi: Ngươi tên gì? Nó thưa: Quân Đoàn, vì nhiều quỷ đã ám vào anh ấy. Các quỷ này xin Ngài đừng đuổi chúng xuống vực sâu. Bây giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Giê-xu cho chúng nó nhập vào đàn heo ấy, Ngài cho phép. Vậy các quỷ ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Đàn heo từ triền dốc lao xuống hồ và chết chìm. Các người chăn heo thấy vậy chạy trốn và loan tin ấy khắp thành thị, thôn quê. Thiên hạ đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến với Đức Chúa Giê-xu, thấy người mà các quỷ mới vừa ra khỏi đang ngồi dưới chân Đức Chúa Giê-xu, mặc áo quần, trí óc tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã chứng kiến sự việc thuật lại cho mọi người về chuyện người bị quỷ ám được chữa lành như thế nào. Tất cả dân chúng quanh miền Gê-ra-sê xin Đức Chúa Giê-xu lìa khỏi họ vì họ quá sợ hãi. Vậy Ngài xuống thuyền trở về. Người được Đức Chúa Giê-xu đuổi quỷ xin ở lại với Ngài, nhưng Ngài cho anh về và bảo: Con hãy về nhà, thuật lại những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con. Vậy người ấy đi, rao truyền khắp thành những điều lớn lao mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Con gái Gia-ru và người phụ nữ bị rong huyết. Khi Đức Chúa Giê-xu trở về, đoàn dân đông đón rước Ngài vì mọi người đều trông đợi Ngài. Có một viên quản lý nhà hội tên là Gia-ru đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Giê-xu và nài xin Ngài vào nhà mình, vì ông có cô con gái duy nhất 12 tuổi đang hấp hối. Khi Đức Chúa Giê-xu đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. Có một người phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm, dù đã tốn hết tiền của cho nhiều thầy thuốc, nhưng không ai chữa được cho bà. Bà đến đằng sau, chạm vào gấu áo Ngài thì lập tức máu cầm lại. Đức Chúa Giê-xu phán: Ai đã chạm đến ta? Không một người nào nhận cả, nên Phi-e-rơ và đồng bạn nói: Thưa thầy, đoàn dân vây quanh và lấn ép thầy đó. Đức Chúa Giê-xu phán: Có người nào đã chạm đến ta? Vì ta nhận biết có năng lực từ ta phát ra. Khi thấy mình không thể giấu được nữa, người phụ nữ run sợ đến phủ phục trước Ngài và tỏ thật trước mặt dân chúng lý do nào bà đã chạm đến Ngài và liền được chữa lành ra sao. Đức Chúa Giê-xu phán với bà: Hỡi con gái ta, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an. Trong khi Ngài còn đang nói thì có người từ nhà viên quản lý nhà hội đến báo: Con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy nữa. Đức Chúa Giê-xu nghe vậy nên phán với Gia-ru: Đừng sợ, chỉ cần tin thì con của ngươi sẽ được cứu sống. Khi đến nhà, Ngài không cho ai bước vào với Ngài ngoại trừ Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ của đứa trẻ. Mọi người đang khóc lóc, than vãn về nó, nhưng Ngài phán: Đừng khóc, nó không phải chết đâu, nhưng đang ngủ. Họ biết nó thật chết rồi nên cười nhạo Ngài. Đức Chúa Giê-xu cầm tay bé gái gọi lớn: Con ơi, hãy trỗi dậy. Linh hồn trở lại, đứa bé liền trỗi dậy và Ngài bảo cho nó ăn. Cha mẹ đứa trẻ rất kinh ngạc, nhưng Ngài truyền cho họ không được nói với bất cứ ai về việc đã xảy ra. Luca đoạn 9, 12 sứ đồ được sai phái. Đức Chúa Giê-xu gọi 12 sứ đồ họp lại, ban quyền năng và thẩm quyền để đuổi quỷ và chữa bệnh. Ngài sai họ đi rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh. Ngài bảo họ, khi đi đường đừng đem theo gì cả, đừng đem gậy, túi sách, bánh, tiền bạc, cũng đừng đem hai áo choàng. Các con vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Nơi nào người ta không tiếp rước các con, thì khi ra khỏi thành đó, hãy phủi bụi khỏi chân mình như một lời chứng nghịch lại họ. Vậy các sứ đồ ra đi, trải qua các làng mạc, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành bệnh tật. Sự lo sợ của vua Herod. Bây giờ, Herod là vua chư hầu, nghe nói về các việc xảy ra thì rất hoang mang, bởi vì người này thì nói Giăng đã từ cõi chết sống lại, kẻ kia thì bảo Eli đã hiện ra, còn người khác nữa lại nói một trong các nhà tiên tri đời xưa đã sống lại. Herod nói trẫm đã chém đầu Giăng rồi, vậy người này là ai mà trẫm được nghe đã làm những việc như thế? Vua tìm cách gặp Đức Chúa Giê-xu. Chúa hóa bánh.
Các sứ đồ trở về trình với Đức Chúa Giêsu mọi việc họ đã làm. Ngài đem các sứ đồ đi riêng ra đến một thành gọi là Bethsaida. Khi dân chúng biết được thì đi theo Ngài, Đức Chúa Giêsu tiếp đón họ, giảng về vương quốc Đức Chúa Trời cho họ và chữa lành cho những ai cần được chữa lành. Lúc trời gần tối, 12 sứ đồ đến thưa với Ngài, xin cho dân chúng về để họ đến các làng mạc thôn quê chung quanh mà trọ và tìm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang vắng. Nhưng Ngài phán, chính các con hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa, nếu không đi mua thức ăn cho cả đoàn dân này, thì chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Vì có đến khoảng 5.000 người nam, nên Ngài phán với các môn đồ, hãy bảo họ ngồi từng nhóm, mỗi nhóm 50 người. Các môn đồ làm theo lời và bảo mọi người ngồi xuống. Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đồ để phân phát cho đoàn dân. Mọi người đều ăn no nê, họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẫu bánh thừa. Sự tuyên xưng của Phi-e-rơ. Khi Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện riêng, các môn đồ tụ họp quanh Ngài. Ngài hỏi họ, dân chúng nói ta là ai? Họ thưa, người này nói là Giăng Báp-tít, kẻ khác nói là Ê-li, người khác nữa nói là một trong những nhà tiên tri đời xưa sống lại. Ngài lại bảo họ, còn các con thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa, Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu cấm và ra lệnh cho các môn đồ không nói điều ấy với bất cứ ai. Chúa báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài. Đức Chúa Giêsu phán, con người phải chịu nhiều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Ngài phán với mọi người, nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình. Nếu người nào được cả thế gian mà chính mình bị mất hoặc thiệt thân thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì con người sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài ngự đến trong vinh quang của mình, của cha và của các thiên sứ thánh. Thật, ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa hóa hình, khoảng 8 ngày sau khi phán các lời này, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với Ngài lên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài đổi khác, áo Ngài trở nên trắng và được sáng. Và kìa, có hai người nói chuyện với Ngài, đó là Môi-se và Ê-li. Họ hiện ra trong vinh quang và nói về sự chết của Ngài, là việc Ngài sắp làm ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Phi-e-rơ và các bạn ông quá buồn ngủ, nhưng khi chợt tỉnh, họ thấy vinh quang của Đức Chúa Giêsu và hai người đứng với Ngài. Lúc hai người ấy rời khỏi Đức Chúa Giêsu, Phi-e-rơ thưa với Ngài rằng, thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, xin cho chúng con dựng 3 cái trại, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li. Ông nói nhưng không biết mình đang nói gì. Khi Phi-e-rơ đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ họ. Các môn đồ sợ hãi khi vào trong đám mây. Rồi có tiếng từ trong đám mây phán rằng, đây là con ta, người mà ta đã chọn, hãy nghe lời người. Khi tiếng ấy vừa dứt, thì chỉ còn lại một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi. Trong những ngày ấy, các môn đồ giữ im lặng, không nói cho ai về những gì mình đã chứng kiến. Chúa chữa lành cậu bé bị quỷ ám. Hôm sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến gặp Ngài. Kìa, có một người trong đám đông kêu lên rằng, lạy Thầy, xin Thầy đoái thương con trai tôi, vì nó là con một của tôi. Khi bị quỷ ám, cháu thình lình kêu la, quỷ vật vả cháu đến sôi bọt mồm, làm mình mẩy bầm nát, và ít khi nó chịu rời khỏi cháu. Tôi đã xin các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ đuổi không được. Đức Chúa Giêsu đáp, hỏi thế hệ vô tín và ngoan cố kia, ta sẽ ở với các ngươi, chịu đựng các ngươi cho đến chừng nào. Hãy đem con trai ngươi lại đây. Khi đứa trẻ lại gần, quỷ quật mạnh nó xuống đất, vật vã nó, nhưng Đức Chúa Giêsu quở trách uế linh và chữa lành đứa trẻ ấy, rồi gieo lại cho cha nó. Đức Chúa Giêsu lại báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài. Mọi người đều kinh ngạc về quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên về mọi việc Đức Chúa Giêsu đã làm, thì Ngài phán với các môn đồ, các con hãy nghe kỹ những lời này, con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy. Đối với họ, lời ấy còn bị che khuất, khiến họ không lĩnh hội được, nhưng họ sợ, không dám hỏi Ngài. Sự cao trọng thật. Các môn đồ tranh luận với nhau, xem ai trong số họ là người cao trọng nhất. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng trong lòng họ, nên đem một đứa trẻ để bên cạnh mình và phán với họ. Người nào vì danh ta mà tiếp đứa trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta.
vì người nào nhỏ nhất trong các con chính là người cao trọng nhất. Dân thưa rằng, thưa thầy, chúng con đã thấy một người nhân danh thầy mà đuổi quỷ. Chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán với ông, đừng ngăn cấm vì ai không nghịch với các con mà thuận với các con. Đức Chúa Giêsu đi lên Jerusalem. Đức Chúa Giêsu tại Samari. Gần đến ngày Đức Chúa Giêsu được tiếp lên trời, Ngài quyết định đi đến thành Jerusalem. Ngài sai các sứ giả đi trước mình. Họ đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Nhưng người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi về hướng thành Jerusalem. Gia Cơ và Giăng là môn đồ của Ngài thấy vậy, thưa lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giêsu quay lại bỏ trách hai người và nói, các con không biết linh nào xui dục mình. Rồi Ngài cùng các môn đồ đi qua làng khác. Điều kiện theo Chúa. Khi đang đi đường, một người thưa với Đức Chúa Giêsu, thầy đi đâu, con sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp, con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Ngài phán với một người khác, hãy theo ta. Nhưng người ấy thưa, lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời. Một người khác nữa thưa, lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã. Đức Chúa Giêsu đáp, ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời. Amen. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.